hỏi ý nó mới được. Em Gặp em mới thế hả? À? Yêu và yêu đồng chí mới gặp em mới thể hiện được. Cần gì anh? Cần gì gặp mới thể hiện được? Có nhiều cách để mình thể hiện lắm anh ơi. Hello mọi người trong room nha, mọi người follow em lại đi mọi người. Anh nay lúa bữa nay anh vô vô đất liền rồi hả? Anh vô đảo rồi hả? Không còn ở ngoài biển nữa hả? Đúng không? Nên 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 tàn không chân nghĩ đen đây tối đây không à? Wow, thank you baby. Sợ rác không em? Lại sợ rác là sao anh? mình khi nào chuẩn bay vào Đông Nai Chưa lại hả? à, khi nào chuẩn bay vào bên Phượt lại Cuối năm sau. cuối năm sau vào bên Phước gần Đông Nai đó, có gì liên hệ idol nhá. Nên em sẽ em vào cho nó chơi một thời gian. Có gì liên hệ Mà idol giới thiệu em gái. cuối năm sau em về là em xuống Huế trước anh Nhìn em anh À, thấy ở Huế yêu hả? quá. Đến Huế chơi hả? À, anh có biết cái có một em có một người bạn ở Huế nên mà em hẹn anh ấy là cuối à, em đấy là cuối năm sau em xuống Huế chơi. Hẹn ở đâu lần? Bình Mấy ở đâu nhỉ? Tây. Ở đâu cách đèo Hải Vân gần 80 cây ấy. Ui, đèo Hải Đèo Vân Hải bây Vân giờ 80 cây đi qua đèo Hải Vân ghê à? lắm. Thì ở thành phố đấy. Ở thành phố đấy. Đi qua đèo Ừ, Hải ở Vân gần ghê thành lắm. phố luôn. Ừ, ở gần thành phố đó. Không ai kiss me em nhỉ? Em có hai đôi môi mà không ai kiss em, không ai kiss me em hết. Chả ai thèm kịp đâu. Bởi vậy buồn quá à. Không ai kiss me em hết. Anh không kịp mi mà anh kịp thường được Cũng được, mình kịp là được đúng không? miễn kiss là được, muốn kiss ở đâu là kiss ở đó. Mọi người chia sẻ like với bên đây mọi người. Go share Facebook đi cả nhà, go share đi cả nhà ơi, chia sẻ Facebook giúp em đi cả nhà. Anh nào chưa follow em follow lại em lại luôn nha. Ai có quà lên quà giúp em mà với nha mọi người. mà mọi người follow xong hủy follow rồi follow lại nha. Nhưng mà ai có ai ai vào fan rồi thì đừng có hủy, tại vì hủy rồi là sẽ bị mất fan á, mất điểm fan á. Để bảo Sardino hủy. Ông Anh mới vào nào room em một đêm mà ông lên fan fan 17 rồi. Anh hết hồn luôn. Tại giờ ông tặng em cái gì fan nhiều vậy? ảo, fan ảo á. fan ảo Anh mới là fan đúng vậy anh Ken. Anh lên đúng cấp thì độ anh á. không ông Ken vẫn anh Ken vẫn là fan ảo hay sao ấy Không, mà fan thật không mà ảnh anh hẳn lên fan 140k anh lên rồi. fan đúng á Thế đợt này mưa không cậu? Mưa dầm về luôn đó anh. thế dạo này không biết có mưa hay không, mình đang ở Quảng Bình nha cậu. Cảm ơn Văn Rin chia sẻ like với em nha. Em ở cho anh vào với. Anh vào đâu anh? Anh muốn vào đâu? Quảng Bình Đoan Môn. À, mình đang ở gần cầu Rồng bạn ơi. Cái fan bây giờ đang bị lỗi mà mọi người. Không, fan của anh là fan đúng. Anh đúng rồi, Không bị lỗi. anh Ken anh tặng 100 mấy chục k, gần gần 200k rồi nên fan của anh là đúng á. Ừ, bởi vì cái fan của em fan ảo ấy. Em đã tặng cái gì đâu, em tặng được một ít quà mình lên được 5 luôn. Lên tiên hóa nhội. Ờ, chưa đến Tuyên Hòa bạn ơi. Bên này có ròn rồi, chưa qua bên kia. Cảm ơn Út Nát chia sẻ like nha. Mọi người chia sẻ like giúp em nha mọi người. Go share Facebook đi cả nhà, mạnh mẽ lên mà. Mọi người ơi chia sẻ giúp em đi.
Được 45 được chia sẻ rồi, còn 55 được chia sẻ nữa mọi người. 55 được chia sẻ nữa. Chia sẻ giúp em Đúng rồi, nào. hồi xanh Thế ơi, lên. là việc chưa Biết thôi từng mọi họa người. lớn lắm. Bên sao giờ này bữa trưa em ít like ấy. Em á họ. Em hôm nào Bạn đang ổn mà. em đang bệnh với lại cũng nhiều việc á, gần Tết nhiều việc lắm. Có lẽ mai em sẽ like ngày lại. Thường thường em thích like tầm cái giờ 9-10 giờ sáng á. Like tầm đó là đẹp. Giờ đó mình Sao nào quạch đã đi dậy đó. ngơ? Giờ Thập khuôn. đây em đang đi làm. Giờ đây em đang Một đi là đi làm, làm. một là đi làm, hai làm cả đêm là đâu có dậy đâu. Còn nếu mà chiều Ừ. like thì like tầm 2-3 giờ chiều. 2-3 giờ chiều like. Ờ, giờ giờ đó thì được.